vui được gặp lại các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm chúc mừng lễ Giáng sinh tại Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đà Lạt đột kích hai quán bar phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy. Cuối chuyên mục là ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020 của Công an tỉnh Lâm Đồng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam tỉnh Lâm Đồng. Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng tới các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, mục sư cùng đồng bào giáo dân, tín hữu tin lành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Phó Thủ tướng ghi nhận biểu dương các vị chức sắc và bà con giáo dân đã luôn chung sức đồng lòng cùng chính phủ tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn các vị giám mục, mục sư với tín nhiệm của mình hướng bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các vị giám mục, linh mục, mục sư phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm hỏi chúc mừng nhân ngày lễ trọng của tôn giáo và hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cùng chung tay góp sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngày 18 tháng 12 tại Hội trường Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai phát động phong trào năm 2021. Hội nghị do đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, cùng lãnh đạo các địa phương, đơn vị và cá nhân, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Qua một năm triển khai, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công nhân viên, các đoàn thể quần chúng được nâng lên một cách rõ rệt. Các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các phường xã được củng cố, bổ sung đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Biểu dương những kết quả mà các tập thể cá nhân đã nỗ lực và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, bằng khen cho 35 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an tặng bằng khen cho 12 tập thể, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 36 tập thể và 66 cá nhân. Cũng trong dịp này, Bộ Công an đã trao tặng kỷ niệm chương cho 123 đồng chí lãnh đạo đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Tiếp theo là những thông tin về an ninh trật tự. Ngày 17 tháng 12, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo về việc một người mang y phục tu sĩ có hành vi bất minh khi cúng lễ tại gia đình anh Lê Văn Long, tổ Đan Kỳ, thị trấn Lạc Dương, nên khẩn cấp tiếp cận hiện trường. Thấy công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Minh, trú tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Việc y xuống tóc và mặc y phục tu hành nhằm mục đích giả danh tu sĩ đi bán nhang và lừa đảo những ai cả tin. Anh Long cho biết, trước đây từng mua nhang của đối tượng Minh với giá cao nhưng nghĩ là ủng hộ nhà chùa. Qua điện thoại, sáng ngày 17 tháng 12, anh Long chuẩn bị mâm lễ chay, trái cây và 49 triệu đồng để cầu an. Khi gia chủ đưa tiền thì vị tu sĩ giả danh này quấn vào khăn vải đỏ bỏ lên mâm lễ. Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, đối tượng đánh tráo gói tiền âm phủ có bề ngoài giống gói tiền thật, rồi nhanh tay cất giấu gói tiền thật. Tuy nhiên lúc này có người trong gia đình phát hiện nên khóa trái cửa và báo công an huyện. Công an huyện Lạc Dương đã lập biên bản lấy lời khai ban đầu và tạm giữ đối tượng Long. Công an huyện Đức Trọng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Nam Định, bắt Bùi Thị Khương, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, bị khởi tố về tội danh tham ô tài sản khi bỏ trốn đến huyện Đức Trọng.
Được biết, với vai trò là trưởng ban kiểm soát tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, Khương đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo và cùng nhân viên lập hồ sơ chứng từ nộp khống tiền mặt để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 10 năm 2020, cơ quan điều tra tỉnh Nam Định đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Khương về tội tham ô tài sản. Khương đã bỏ trốn đi nhiều nơi với tên mới là Bùi Thị Hương để trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị công an huyện Đức Trọng phát hiện bắt giữ khi vừa đặt chân đến địa phương. Rạng sáng ngày 20 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát kinh tế và Công an thành phố Đà Lạt đã bất ngờ đột kích hai quán bar lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy. Tại quán bar V Club ngay gần chợ đêm Đà Lạt, lực lượng chức năng phát hiện 51 khách và 20 nhân viên đang quay cuồng trong ánh đèn và tiếng nhạc lớn. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 30 người dương tính với ma túy, trong đó có 4 người là nhân viên của quán. Đoàn công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tạm giữ 4 thùng rượu bia ngoại các loại để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Cùng thời điểm trên, Công an thành phố Đà Lạt cũng bất ngờ đột kích và kiểm tra quán bar One Night Club phường 2, phát hiện 4 nhân viên và 2 khách dương tính với chất ma túy, thu giữ một gói cần sa khô. Cơ sở này cũng không xuất trình hồ sơ phòng cháy chữa cháy. 22 nhân viên không đảm bảo đăng ký hợp đồng lao động. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 15 bình shisha và 2 bình khí cười không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Lúc 10 giờ ngày 17 tháng 12, tổ tuần tra địa bàn của Công an thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà phát hiện Triệu Việt Hân, 21 tuổi, trú tại thị trấn Nam Bang, đang dùng xe chở một thùng xốp có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng xốp có 19 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Huân khai nhận đã đặt mua số pháo hoa trên mạng xã hội với giá 600.000 đồng một hộp để chuẩn bị bán Tết. Khi đang trên đường đưa pháo về địa điểm cất giấu thì bị bắt giữ. Ngày 16 tháng 12, tại thôn An Bình, xã Lộc An, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy gồm Kiều Minh Hiếu, 29 tuổi, Phan Thanh An, 31 tuổi và Nguyễn Liêu Hải Đăng, 20 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An. Trong đó, Kiều Minh Hiếu được xác định là chủ nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Đặc biệt, tại nhà của Hiếu, công an còn phát hiện thu giữ 4 xe máy các loại, không có giấy tờ, nghi là tang vật trộm cắp. Hiện công an huyện đã lập biên bản niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hiếu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc các công việc lễ tân, bảo vệ, vệ sinh phòng, buồng làm việc, phó giám đốc nhà khách, trông giữ phương tiện đi lại, vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước. Tiêu chuẩn là công dân từ đủ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam và 55 đối với nữ. Công dân được tuyển chọn bố trí làm việc tại các đơn vị địa phương như Phòng Hậu cần Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt, Công an huyện Đạ Oai và Công an huyện Cát Tiên. Công dân có nhu cầu trực tiếp liên hệ với công an các huyện, thành phố, nơi thường trú để được hướng dẫn chi tiết và tiếp nhận hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kính thưa các đồng chí và các bạn, ngày 18 tháng 12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tham dự hội nghị.
Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã chủ động nắm và dự báo tốt tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, các mục tiêu trọng điểm. Đặc biệt là trong năm đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và thực hiện có hiệu quả các đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Trong đó trọng tâm là bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những thành tích mà Công an Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2020. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, Công an Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc tất cả các mặt công tác, không để xảy ra đột biến bất ngờ, có nhiều sáng kiến cách làm hay, giữ vững tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo, dân tộc. Đặc biệt, lực lượng Công an Lâm Đồng đã bố trí sắp xếp đủ 5 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của 111 xã trong toàn tỉnh. Đã đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Khẳng định rằng trong những cái thành tích đạt được rất cao của Bộ Công an và của tỉnh Lâm Đồng năm qua, thì có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Điều đó là khẳng định như thế. Rồi vấn đề đi vào cái chuyên môn sau của các đồng chí thì qua theo dõi chỉ đạo của các cái cơ quan mà tham mưu đã báo cáo thì tôi thấy rằng là những cái chỉ số về chuyên môn phải nói là các đồng chí là rất đẹp, đạt rất là cao. Những chỉ số về xương sống của ngành công an của chúng ta, tôi nói như những cái điểm nóng, hình thành những cái điểm nóng. Năm qua, tuy bên ngoài nói là rất là im ả, nhưng mà bên trong thì tình hình an ninh chính trị rất là phức tạp, nhất là an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, không chỉ an ninh mạng, nhưng các chỉ giữ vững được, không có điểm nóng. Và phạm pháp hình sự là Lâm Đồng là một trong những tỉnh là cái phạm pháp hình sự giảm rất sâu, giảm tới 23 mấy phần trăm, gần như nhất của cả nước. Trong năm qua, Công an Lâm Đồng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2020, tình hình tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2019, án chung giảm 23%. Đánh giá công tác này, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh. Kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2020 nó gắn với cái sự gì? Sự hỗ trợ giúp sức của ngành công an rất là lớn, và theo đúng như tinh thần quan điểm của nghị quyết là chúng ta phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa tinh thần là nền tảng của xã hội. Quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, nhưng mà đối với tỉnh Lâm Đồng thì quốc phòng an ninh là điều kiện tiên quyết để phát triển. Thì những cái việc đó tôi cho rằng nó rất là đáng biểu dương. Những cái ưu điểm, những cái kết quả đạt được ở bốn cái lĩnh vực. Một là về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Trong báo cáo nó đều khá rõ. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một ý. Tôi thấy là mình được quan tâm, được chú trọng, được dành thời gian. Chúng ta có nhiều cái hội nghị chuyên đề, nhiều cái hội nghị chuyên môn để chúng ta làm cho công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng lực lượng chúng ta nó đi vào thực chất từ tỉnh tới cơ sở và hiện nay đã đến tới cấp xã, thì đây là một cái việc tôi cho rằng rất là đáng ghi nhận.
Năm 2020, nhờ làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, nhất là ở cơ sở, nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Với thành tích nổi bật và sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng, năm 2020, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh. Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Hội đồng thi đua Công an tỉnh quyết định công nhận 103 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 96 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở, 406 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2020, lực lượng Công an Lâm Đồng quyết tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, bảo vệ đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.